thân thiện, thành ra là nhân cái việc
là sức khỏe luôn gặp nhiều may mắn và sự như ý, nhưng mà cũng là cảm ơn anh chị đã cho có được hai đứa con, cũng rất là luôn luôn nghĩ tới gia đình. Những cái ngày mà bà mẹ ở đây gặp khó khăn thì ba rất là tỏ rất nhiều tình cảm với bà con như ở xa, thì em đại diện cho gia đình nên là cảm ơn con cháu đã nghĩ tới bà ngoại. Thì cũng cảm ơn anh chị đã dạy dỗ được hai đứa cháu, hai đứa con rất là tốt, và sự phụng dưỡng gia đình rất là cảm ơn cái sự giúp đỡ cũng như sự thân thiện đó. Chúc anh chị ba và gia đình luôn luôn được hạnh phúc. Chúc mừng năm mới anh chị ba. Chúc mừng năm mới anh chị ba. Năm mới em chúc anh chị và cùng mấy cháu biết chụp đi Út quay phim. Dạ. Thôi được rồi. Luôn luôn hạnh phúc, may mắn và sự vui. Chúc em á hôm nay thật sự là mạnh nha. Đứng cái sát vô sát. Rồi thì có thôi, chúc năm mới vạn sự cát tường. Tiền tiền nhiều nhưng mà lấy không kịp. Tiền thì nhiều nhưng mà lấy được có nhiều đó. Nhìn con, nhìn cho mình. Sáu đâu vô. Bà bảy ơi. Bà bảy. Trời ăn da cái sầu. Chánh ở nhà đâu. Ủa sao cười hoài vậy? Cười hoài. Tại không lết đúng không cậu? Giống như đây. Tại vì gia đình xin chúc tâm chị nhiều sức khỏe, vui vẻ với con cháu. Bên đó bên. Bên. Dạ. Bên. Bên. Chú xuống dưới cái tài á. Để con dính về nha. Thì sao mà phải là mình tối rồi đó. Cô dễ không đi rồi. Đi rồi. Nên bây giờ thì tính là tháng 3 nhà phải này là bạn. Dạ, chưa 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 còn anh lấy tiền đi. Cứ tài phí rồi. Rồi xong rồi. Rồi xong rồi. Không còn chưa. Đưa phải chúc Tết chứ. Còn mới chúc chứ. Tiền mấy rồi chúc chúc là khổ đó. Vui vẻ đi chơi cho nhiều nơi. Con năm nay vợ nha, cưới vợ. Ra là con thơm lắm rồi. Con bé nó dễ thương lắm rồi. Chúc mừng quá. Tới vô đi. Đi vô nha. Còn rồi tiền. Dạ. Giờ năm mới con chúc ba Phẩm với lại má Hai sống lâu năm tuổi. Năm năm mình tốt. Có tiếng Việt. Vui vẻ. Sinh con rồi đó. Sinh con rồi đó. Nếu mà bà Phẩm vui vẻ. Chưa chưa. Ngày học thành rồi. Ngày giữa năm mình thôi. Vẻ thật tốt. Dạ dạ dạ. Lái xe cẩn thận. Thôi sẽ không đụng nữa. Thôi. Thôi. Chúc 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 rồi. Rồi tới gái đi, gái vô này đi. Căn chúc ông bà ngoại năm mới, căn chúc ông bà ngoại dồi dào sức khỏe, sống lâu trăm tuổi và mỗi ngày càng thành. Ngoại làm gì ngoại? có thụ mấy tỷ ấy đọc lại đi. Nè cô dạy sao á rồi đi lúc rồi ăn giữ đẻ đẻ hoài có học giỏi cao phê đánh sắp đã rồi bà lì xì sống sống đẻ cao lắm rồi rồi tí bổ sung đi ngoại thắng từ sao đi ngoại nha. Cái luôn. Sao được đó. Rồi thôi mình lên. Rồi hết rồi. 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 R
Ủa người ta con nít ta được quyền hỏi. À, khóc không? Chụp cho chị ba không? Dạ. Vô này đứng suy cái chị tư không? Ủa Xuân Kiều sẽ quên sao? Nãy cháu hỏi tiền lộn nha. Năm mới chồng con kính chúc ba mẹ năm mới nhiều sức khỏe, rồi sống vui vẻ với con cháu, hiếm khi có dịp là cái năm đoàn tụ được như vậy. Hên lắm á. Thì cái hên nó trong cái xui nó có cái hên, nhưng mà cũng vui là cái là bà ngoại nay rất là tỉnh, cũng còn cái điều rất tốt. Con tụi con có tí tiền may mắn mừng mẹ. Thì năm mới mẹ cũng chúc hai con năm mới sức khỏe thật tốt trước, rồi sau đó làm ăn càng ngày phát đạt nữa. Dạ. Nó thiên lang lên ra cho chứ ăn ở gì vậy hoài đi. Được rồi, định cư hút. Dạ. Yeah. Đâu con đâu? Ủa, phải có này. Phải chưa có chút mà đòi hỏi. Dạ, chứ để cái gì. Nhóm người ta chú sĩ phải kiểm tra có đủ hay không. Trời, thấy rồi, thấy rồi, thấy nhiều rồi, thấy trước mặt không? Sao bán bỏ? Vui lắm, trước mặt kiếm. Dạ, trời ơi. Là con kiếm. Mình nên lo không được. Dạ, hồi dạ, lo ngoại người. Đám cưới của thằng Sóc. You're getting married. Áp lực. Đám cưới thì Sóc cho ngoại đi. Dạ. Lo vui rồi, lại Sóc. Giờ mà bắt đầu để dành tiền chắc vừa rồi. Rồi. Thì ba mẹ năm mới, mẹ chúc con yêu cái gì hai rồi ha. À, với con gì luôn hả? Là ăn khá lên. Ăn khá, bánh à, bánh nhật. Đừng có lạnh đạnh, đừng có gặp gì. Hả? Lạnh đạnh chút nữa. Phải cố gắng, cô mẹ qua hết. Không có gì với vấn đề gì là không phải lo mẹ hết. Thì ba mẹ chúc con. Dạ, cảm ơn. Rồi. Năm mới em đại diện vợ em hai đứa con chúc anh chị là đại khỏe ha. Dạ, đi chơi nhiều nơi. Và nếu mà em mới bàn gia đình đó, nếu mà mình có một sự kiện nào ví dụ như ai ra trường hay là đám cưới, mình ra Việt Nam, Úc, Canada họ đợi giống như vậy trong cái niềm vui riêng, chứ còn hôm nay là bất ngờ quá. Nhưng mà những cái việc như vậy sẽ tiếp nối, ví dụ như bây giờ năm tới là đám cưới Sóc đi, ví dụ như thế thì bữa tối qua ví dụ gì đó là vậy á, ví dụ gì đó rồi 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 nếu mà chị lớn mạnh khỏe anh chị chúc tụi em mạnh khỏe giỏi luôn. Dạ rồi, cảm ơn. Vừa ngày nay cũng đã phát đạt rồi không, cần chưa phát đạt nữa. Cảm ơn rồi. Để may mắn. Ừ, chứ thế. Thật chứ. Cái này cũng mới vui trẻ phải lắm. Ừ. Đây đây đây. Anh Tài có qua đám cưới sắp không? Quay. Đi cái nó ra. Ôi vậy sống nhìn đấy. Ủa sao ai biết tưởng đâu mình nốt chợ. Đây Út là chung hả? Rồi đấy. Ok. Được chưa? Anh Chính với chị Hai. Anh Chính chúc Tết đi chị Hai. Rồi bây giờ Chính đứng giữa hồi. Rồi là Chính rồi. Rồi cũng nhân dịp năm mới em kính chúc anh chị Hai lúc nào sức khỏe mọi nhiều thì với các cháu mấy hai mấy ba mấy tư gia đình tốt nhiều sống hạnh phúc hết. Các cháu thì có những cái công ăn việc làm thành đạt trong cuộc sống. Anh chị cảm ơn nhiều. Mà thật sự ba đứa con gái anh nó cũng hạnh phúc hết rồi. Hên xui à. Không, nếu mà nói mà hạnh phúc quá thì bớt giữ một chút đi. Con nhỏ này nó giữ trời thành luôn á. Út nói cho mày. Con nghe buồn.
Thì đâu có muốn cho nghe khẳng định thì cho chứng nó chứng minh con mà ai cũng nói giữ. Thôi đặng nha, thôi đặng nha. Không có gặp cái chuyện gì, đặng đặng hết nha. Đi ăn kia, đi ăn này hơi mai. Bạn sự khác thường. Rồi, trời, nói chút bạn một chút. Tới giờ đó, bây giờ đó thì đáng lẽ ra cái gì cũng để Hai nói, nhưng mà đây là chị Hai trong gia đình. Thật ra chị Hai xin nói trước. Thầy biết luôn mốt nghe chị nói bây giờ chị kia anh Năm qua anh kế Năm anh Năm vô trong cho đi qua kia luôn con. Vậy là chị xin qua hồi vợ ơi không phải chúc cho gia đình hai cháu tới chúc bên bên đi đứng sau lưng ba con chị thứ tư dạ rồi dạ đúng rồi mấy giấy quanh chi ngồi cũng được con cái ngồi cái mạng cũng được không thấy con lấy giấy qua ngồi cái mạng lấy giấy qua ngồi cái mạng không mà ngồi đem cái ngồi đem cái dạ đúng rồi rất là tốt anh gia đình không biết cảm ơn như thế nào đại thật ra là gia đình rất chúc, là má chúc. Cũng rất là có phước ba cũng vậy là đó là nhờ hai em lo ba má quá thôi chị Hai là chống lại với tụi mấy cái người khác để mà giữ và nhà trong nhà thương đó là một cái gia đình mình phải là nhớ ơn nhất là một phải là dâu em nhà là không nói thành ra gia đình mình rất nhớ ơn bây giờ cái điều rất tiên thực tiễn nhất là tới đám cưới sóc nè là tụi mình bằng mọi cách á bằng mọi cách mình ráng cố gắng sao cái đám cưới sóc á rồi cái buồn cái vui niềm vui cái hậu mở đó là ở gia đình mình ráng hồi về đám cưới sóc ăn bữa không có mặt á ai dám chơi không mà dám ai dám hứa không ai dám hứa dám nói về rồi là phải là trong năm nay là sắp ơi sắp á là chăng quá đi à nói ai ta cũng chúc hết thì sắp có một phần à tại cái gì á tại gia đình có mời không chứ nó nói là biết là có con ai cưới nó không mọi năm nó hỏi có quỳ chưa nó nói quỳ làm sao vậy mà chứ quỳ làm sao là sao quỳ yêu sinh nhật rồi chị cũng nói là tội nghiệp chị ba thương má lắm là chị ba bị đau tim đó thành ra chị ba đi không được nhưng chị ba nghe má bệnh là chị ba rất là lo mà chị ba cũng nói với chị cảm ơn hai vợ chồng em là lo như vậy thôi thế chị ba đi đó, đây là cái bây giờ không thể làm gì giờ. Rồi kế đó là Nhân với Hồng. Đó, nghe má như vậy, tội nghiệp cũng lật đật qua. Rồi Biên á, cháu nội thì cũng có hiếu. Đi qua với nội vậy á, thôi chị quá ai cũng chúc con năm nay á ra. Thấy con làm cái gì cho ba mẹ con vui là được rồi. Rồi Nhân Hồng tới Út Nhường. Út Nhường á thì lúc nào cũng giỏi ra da lắm. Thì tuy là tụi nó là cháu đó, nhưng mà đó là đối với bà ngoại á, bà phải chứ tiếng ăn lúc nào rảnh là chở bà ngoại đi về kia. Tụi nó có cái lòng tốt như vậy. Nó quay phim á, về bị chửi. Rồi kế đó là, bé Tư đó, nó cũng hiếu thảo với cha mẹ, bây giờ lo ba mẹ trời ơi, lo anh chị đủ chuyện, cứ khám bệnh tối ngày, nó cũng không biết đâu nên đời. Bà nó thích rồi hả? Rồi bé Tư á, thì nó cũng... nó cũng lo tiền bạc rồi cho anh chị thành ra chắc cái đó cũng nhờ cái đức của ông bà cha mẹ để lại với mình cố gắng ăn ở sao cho các cháu nó vậy rồi á Julie hả con ráng cho con uống sữa con cao thêm chút hơn con gái con giỏi bà ngoại thương quá ngoan thành ra chị, thôi chị cũng xin hết chút gì hết đó nói là nếu ba mẹ có chuyện gì còn có anh chị Hai thì mới lo nên là vẫn có những cái sự liên tục còn bên đây thì chú vợ có Linh Linh rồi nếu có anh hậu được gì ở xa thì cũng có thể phụ được gì thì cũng phụ anh với Dường thành ra cũng đừng lo hết lớp này sẽ tiếp tục lớp khác
cái đó là những lớp già lớp trẻ thì những cái lớp mấy con cháu này nó lên đây nó thì càng ngày nó càng thành công nhiều thì cứ tiếp tục nghề nữa rồi ráng lo cho cái lớp sau nữa thì lớp già sẽ từ từ ra đi nhưng mà lớp trẻ nó sẽ nối tiếp mà nối tiếp ở một cái vị thế rất là cao để cho cái gia đình được hãnh diện vì cái thế hệ tương lai. Ok. Giống như cái dàn hình này. Nãy giờ ông nghe anh Bảy nói vậy trơn nhỉ? Thì đó đang chờ đó. Nghĩa là người ta nói còn nhầu giỏi thì nói phải hay. Đúng rồi đó. Như họp mặt gia đình thì coi như là vô tình mà tự nhiên có đầy đủ hết vậy thì coi như chúc mọi người đều mạnh khỏe năm mới là vui vẻ đạt được nhiều thắng lợi mới vô nhưng mà không tập mốt tuần làm suy da nó không được đúng rồi nó báo tin cho hay là suy da nếu tương lai của cái bảy cũng muốn rụng nữa thật ra là lớn xe chắc chắn là biết đây làm xui mấy đợi mấy đám rồi đâu người ta ăn của anh kìa chứ xui của anh kia là suy kế kia là suy sĩ người này mới suy thế tôi làm này thôi chứ em phát cờ là mình xui liền nó mình pin nó nói rồi nó mai mốt nó có quen ai thì nó không giấu nữa tại nó không muốn giống như sóc nó không muốn bị như sóc bị đem ra đấu tố giống chết chứ đâu có gì cưng quá nó làm muốn nó